À, bây giờ xin quý thầy đóng cái cửa sau cho tôi một cái. À, đóng chốt lại cửa sau cho tôi trước khi tôi dạy. À, thầy lập trường, lập phó học tập đâu à? Xuống đóng cái cửa sau, khóa lại cửa sau cho tôi. Ai họ đi cửa trước họ gặp tôi nhá. À, thưa quý thầy, như vậy là chúng ta học đến tuần này là tuần thứ tư rồi hả? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho đề luận văn, tiểu luận. Mấy thầy bốc thăm chưa? Bốc chưa? Rồi, như vậy thì bây giờ người nào mà làm đề tôi thì cái đề là thế này. Ở dưới kia có thấy không? Ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp yết ma. À, cái đề kỳ này á là ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp yết ma. Cái này chúng ta từ từ để học, nhưng mà quý thầy phải nắm vững cái này. Sau khi học cái môn mà gọi là đại cương giới luật này, quý thầy phải biết cái pháp yết ma là gì, có bao nhiêu loại pháp yết ma, cách thiết hành các pháp yết ma. Yết ma nào là đúng pháp, yết nào nào là phi pháp, người nào có thẩm quyền để làm pháp yết ma, người nào cũng có quyền để làm pháp yết ma. Ví dụ như những người mà nhận từ tử thì phải có những phẩm chất nào mới được nhận từ tử, chẳng phải ai nhận từ tử được hết. Đó. Thì cái này là cái nằm trong cái yết ma tăng. Và chắc chắn cái này trong luận, trong cuốn sách mà tôi đề nghị quý thầy là làm như là textbook, nó chỉ có rất ngắn, và quý thầy phải đọc vào gì? Yết ma yếu chí, yết ma chỉ nam, tinh hoa, giới luật của thượng Phật Sơn và một số sách. Và trong đó quý thầy có, quý thầy nhớ thế này là quý thầy phải có cái gọi là gì, có cái suy nghĩ riêng về cái đó, sau cái việc xong thì rút về học cho mình, cái đó là cái quan trọng. Về cái đề này á, là quý thầy có các tay có biết làm cách nào chưa? Ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp yết ma, cái này là cái là gì, tác pháp biện sự đấy nè. Vàng sự do tư thành biện cổ là cái này đấy nè, là cái gì? Tất cả cái pháp của tăng mà có thành tựu hay không là đều dựa vào các pháp yết ma. Sự tồn tại của tăng có tồn tại hay không là có các pháp yết ma. Cái này là đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu cái thứ nhất là của mình ta, ít nhất là việc 3 chương hoặc 4 chương. Và tôi yêu cầu quý thầy á là không có copy nhiều lắm, viết phải có cái riêng của mình. Vì có cái riêng của mình. Lớp mình là bao nhiêu học sinh nhỉ? À rồi, thì đây là cái luận văn, đây là cái đề tài luận văn. Bây giờ quý thầy vào đủ viết tầm ý nghĩa và tầm quan trọng của các pháp yết ma chấm hết. Đây là đề tiểu luận cuối khóa, cuối môn học. Ai mà không có làm cái này thì sẽ thi vào giữa kỳ, mà không khéo thì cục đề này chưa biết hả, thì viết tại lớp cũng có thể là đề này, hiểu không nào? Tại sao lại kỳ? Nghĩa là những người ta làm luận văn thì ta đi sâu hơn, còn mình mà làm lại lớp thì mình nụm cắn bạn, đúng không? Cho nên cái này là cái mình, nhưng mà tôi nói chưa biết nha. Đó, điều không tôi sau này còn là sao thường tòa gạt chúng con thì cũng kẹt nha. À, đề mà tôi ra đề thì ông ra đề công khai thế, không có cái gì bí mật hết, nhưng quan trọng là quý thầy. À, điều thứ nhất, điều thứ hai là quý thầy, thưa quý thầy, trước khi vào giờ học thì kia vừa rồi chúng tôi có, sau khi bệnh thì có in một cái cuốn sách. Cái cuốn sách này là cuốn những cái bài viết tham luận của tôi trong nước như ngoài nước, và tôi cho tiền tôi làm thành tuyển tập, tôi lấy cái tên là Phật giáo qua lăng kính xã hội. Và cái này tôi cũng dường toàn trường, như vậy là khoảng là cũng dường khoảng gần 2000 cuốn cho tăng ni sinh viên cả trường. Thì đây là của lớp mình. Thì cái này quý thầy về để đọc Tết cho vui. Cái này là cuốn. Và bây giờ chúng ta đi vào chuyện học. Có ai thắc mắc về chuyện này nữa không? Nhớ là quý thầy viết luận văn thì làm cho kỹ, mà quý thầy không có luận văn thì cần phải đọc. Và đôi khi tôi buồn thì tôi ra cái này thi cũng có nha, thi giữa kỳ. Để. Bởi vì học về tôi xong thì quý thầy học cái môn nào của tôi xong, nhất là học môn giới luật này, thì những phần căn bản nhất của giới luật mình phải nắm về giới và luật.
Và sau này mà về từ cao cấp Phật học ra thì không còn gì nữa, không còn lơ tơ mơ về chuyện này nữa. Những cái chuyện đi vào chi tiết tôi không nói, nhưng mà những cái ý nghĩa căn bản và những cái nguyên tắc căn bản của giới và luật thì chúng ta không còn là mù mờ chi nữa, đúng không? Là quan trọng nhất. Bây giờ tin đi vào bài mới. Hôm nay chúng ta phải đi vào cái phần chính là nội dung, không phải là phần chính mà chương 3, nội dung của giới luật. Đây là cái phương về, và chúng trong này chúng ta có hai phần. Một phần là nội dung của giới và thứ hai là nội dung của luật. Và nội dung của luật chính là nội dung của các pháp việc mà và những cái điều mà quy phạm cho vi phạm là quyền chế định cho sinh hoạt tập thể. Bây giờ ở đây, theo các giới sư, thì về công dụng, giới có một cái ý nghĩa là trị trì và tác trị. Giới có hai cái nghĩa. Giới có nghĩa là trị trì và thứ hai là tác trị. Về công dụng có hai giới. Thế nào là trị trì? Không làm việc các, không làm các việc bất thiện thì gọi là trị trì. Có những việc không làm thì gọi là giữ giới. Có những việc làm thì gọi là giữ giới. Chẳng phải việc, không phải giới nào cũng giữ, cũng làm cả mà giữ. Và giới mà không làm thì gọi là trị trì. Và với mà làm thì mới gọi là tác trì. Trị trì là những cái giới mà bất thiện. Và những giới đó chắc chắn các vị tỳ kheo không được làm. Và đó là các cái giới bạn của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Các cái giới trong giới của các tỳ kheo là tỳ kheo ni. Cái đó gọi là cái loại giới trị trì. Và cái loại thứ hai là cái loại tác trì. Là những cái điều làm, những điều đó cần phải làm thì mới gọi là trì giới. Mà không làm thì không là phạm giới. Ngược lại, ở một bên thì làm á thì là giữ giới, một bên làm là phạm giới. Cho nên trong giới luật của đạo Phật là có hai cái điều trị trì và tác trì. Và ở đây người ta định nghĩa rất rõ ràng là thực hành các cái điều Phật quy định gọi là hành trì, mà hành trì này là giữ giới. Vậy khi về mặt công dụng, người ta hỏi giới về mặt công dụng, quý thầy cô phải nói có hai khía cạnh, khía cạnh trị trì và khía cạnh tác trì. Bữa nay rõ ràng chưa nào? Chẳng phải giới là nghe là giữ không thôi. Vậy câu quý thầy câu mà nếu như cái này quý thầy cô có thể lấy một cái bài kệ pháp cú để đưa giảng tài cho cái này là cái gì? Chữ ác mạc tác là gì? Cái đó là thuộc là gì? Trị trì. Chúng thiền phùng hành là tác trì. Vậy thì pháp cú có hai câu để nói lên cái trị trì và tác trì của giới. Vậy bữa nay quý thầy có nhớ là giới không chỉ là giữ mà giới là phải hành động. Và giới thì có lành vực là làm thì giữ giới. Có lành vực là không làm thì là phạm giới. Đây là hai điều đầu tiên mà chúng ta cái niệm này quý thầy phải nhớ cho kỹ. Thầy rõ chưa? Bữa nay mình về học giới là phải là văn minh như thế, chứ không phải nghe giới là sợ hãi. Bữa nay quý thầy cô đã học qua cái chương 2 của chúng tôi rồi. Thì bữa nay giới là cái gì đó gần gũi với mình phải không? Cái gì là thân thiện với mình, chứ không còn là sợ hãi như ngày xưa nữa. Về mặt tính chất, về mặt công dụng thì có hai nghĩa: trị trì và tác trì. Về mặt tính chất của giới thì ta có những cái điều sau này, tự có lại tánh giới. Cái bản chất, cái tính chất của cái việc làm đó gọi là giới. Nghĩa là vi phạm thì trọng tội, thì là lập tức có trọng tội. Và cái điều người ta rõ ràng nhất các ngài đề và nhất là bốn cái mà gọi là dạ tánh giới, đó là sát, đạo, dâm và vọng. Đấy là bốn cái trọng giới. Và các luật sư người ta không gọi là trọng giới mà ta gọi là tánh giới. Và cái này cũng phải là giới mà nói theo cái nghĩa thông thường nữa, mà đây là cái bản chất của một vị tỳ kheo, phải không nào? Đây là cái tạo thành, cái tác thành tư cách của một người tỳ kheo. Hay nó là tác thành một con người bình thường, một con người đúng nghĩa là con người. Cho nên cái tánh giới này là vô cùng quan trọng. Rõ ràng không? Tánh giới.
Và tánh giới thì gồm có bốn điều quan trọng. Và thứ hai người ta gọi là già giới, mà các vị dược sư thì dịch là giả giới. Thấy không nè? Thành ra chữ già và chữ giả đấy là có hai cái âm, hai cách dự dùng. Cái đừng tưởng người ta dùng là già giới là trật, hay là giả giới mới trúng, hay già giới trúng, già giới trật khác nè. Tùy cái luật sư người ta dùng. Thì cái từ già giới này là từ, cái từ giả giới là từ rất nhiều luật sư dùng. Nhưng mà ngài Phật sư chúng ta dùng là già giới. Tất cả những cái đó tôi nói rất rõ, già giới. Những điều ngắn cấm để khỏi phạm rồi, gọi là già giới. Già hay là giả là ngắn chần lại. Ngắn chần thì dù như là cái hàng rào mình bước ra đó, mình sẽ phạm giới. Cho nên cái già hay giả đấy là những điều ngắn chần để chúng ta không có phạm tội. Mà đó là gì? Rượu. Ví dụ như uống rượu là phạm giới. Ngắn cấm uống rượu là sẽ ngắn chúng ta không có phạm giới. Cái đó gọi là gì? Là già giới. Tích tự vàng bạc thì không có tội, nhưng là chúng đến nguyên nhân dẫn đến cái lỗi lầm. Thì cái này cũng là nằm trong cái già giới. Rất nhiều thứ, nên cái bản chất của nó là như thế, cái ý nghĩa của nó như thế, thì quý thầy sẽ dựa vào cái nghĩa này mà chúng thầy quý thầy biết cái nào là giả già giới và cái nào là bản giới, phải không nào? Ví dụ như chúng ta là nắm giới của tỳ kheo, nắm giới của Phật tử mà chúng ta thường nói là gì? Giới thứ nhất là không sát sanh, giới thứ hai là không trộm cắp, giới thứ ba là không tà dâm hay tà hành. Phật tử đang nói Phật tử không tà dâm hay không tà hành? Tà dâm, tà hành, từ hai từ này giống nhau hay khác nhau? Khác nhau ha. Cái thứ tư là gì? Không có vọng ngữ. Cái đó là bốn giới. Và cái thứ năm là không uống rượu. Và năm cái đó nó tác thành cái bản chất của một người Phật tử. Và đối với các tỳ kheo chúng ta thì bốn ba la di là gì? Sát, đạo, dâm, vọng cũng là bốn cái đó, nhưng mà chúng ta để đưa cái dâm lên đầu mà thôi. Và nó bản chất nó cũng là bốn cái gọi là tánh giới. Vì thầy cô thầy nè. Cho nên cái giữa Phật tử và tu sĩ, bốn cái tánh giới nó giống nhau. Nhưng cái bản chất của tánh giới, cái giới của tỳ kheo nó ấy, cùng bốn giới này, tỳ kheo người tu nó khác với người tài gia ở chỗ nào? Đó. Cái người tỳ kheo á, cái gọi là không có gọi là tài dâm tà hành gì được, phải không nào? Người tài gia thì họ có một vợ một chồng thì gọi là chánh hạnh, mà nếu như một vợ mà linh tính thì gọi là tà hành. Cho nên chỗ này á là Hòa Thượng Thích Minh Châu chúng ta dịch là không tà hành trong các dục. Nghĩa là tà hành trong các dục nghĩa là gì? Người Phật tử tài gia họ có quyền liên hệ trong gia đình, nhưng mà không được đi ra ngoài cái phạm vi đó, cái phạm vi một vợ một chồng, gọi là cái này là cái vô cùng quan trọng. Chẳng thôi họ nói đạo Phật mình là cái gì cấm, không đúng, phải không? Và ở đây chúng ta biết cái già giới hay giả giới này là những điều ngắn cấm để chúng ta khỏi vi phạm. Cho nên tất cả cái giới còn lại trong người giới tỳ kheo chúng ta nó thuộc là giả giới hay là tánh giới. Cho nên cái đó thấy không? Cái giả giới hay già giới là tất cả những còn lại của các vị tỳ kheo, còn tánh giới là có bốn điều, thấy chưa? Phải không? Vậy như hai cái ở đây chúng ta biết là trị tì và tác trì. Đó là nghĩa thứ nhất là về mặt gì? Về mặt công dụng của nó. Thứ hai là về mặt tánh chất hay bản chất thì nó có hai loại là già giới và tánh giới. Và già giới gồm có bốn giới là sát, đào, dâm, vọng. Và còn lại là tánh giả là già giới. Thấy không? Rất là rõ mà gọn gàng, còn nói gì nhiều chuyện. Bây giờ quý thầy mà cứ như thế là về cái phương diện hay những cái cách chia trẻ chia đó, thì người ta lại chia ra những điều sau. Giới pháp là những điều do Phật chế thì gồm có giới thể. Bây giờ những cái từ này bữa nay phải công dụng là phải nắm cho vững nghe. Trị tì tác tì tánh giới giả giới, bây giờ là giới thể, giới tướng. Đó, những cái thứ mà từ từ chúng ta đi vào. Và chỗ này là xin là tiếng Anh người ta gọi một câu tiếng là learn by heart là gì? Học thuộc lòng. Đừng ngồi đây mà phìa ra mà việc tầm bày cho tôi nhé. À. Học
Và kỳ này khi quý thầy mà học những cái điều mà căn bản chúng tôi mà như thế này rồi, thì quý thầy có biết rằng là về nhà là không có sợ ai hỏi về giới luật nữa hết. Biết rõ ràng đâu vào đó. Về phương diện là các cái phân loại, thì giới pháp những điều do Phật chế thứ nhất chia thành gọi là giới thể. Giới thể này phát sinh khi thọ của túc giới, và cái giới thể này là chi phối chúng ta suốt đời. Cái giới thể này là nó chỉ có phát sanh khi theo các ngài giới sư, thì khi chúng ta thọ giới, và nói khi thì theo thọ giới, chứ khi Phật tự thọ giới này á, thì họ cũng giữ bốn giới, năm giới, thì khi họ thọ giới họ cũng có cái giới thể. Cho nên là nó chỉ có mặt khi chúng ta phát nguyện thọ giới, cái giới thể này. Và cái giới thể này mà khi chúng ta thọ rồi thì chúng ta cái giới thể này thì chúng ta mới có cái giới thể để truyền lại cho người khác. Cho nên một vị mà chưa thọ giới thì không thể truyền giới. Và truyền giới là phải truyền nghiêm túc, chẳng phải như bây giờ mà vào á, bây giờ có nhiều cái phong trào là gọi là quý ý, kiểu là nhìn mặt mà quý ý. Cái thầy biết có nhìn mặt quý ý không? Được không? Cái mặt thầy này đẹp trai nè, dễ thương nè, quý ý, đọc Phật danh liền rồi là thành đệ tử. Cái mặt này có vẻ sẵn sàng, có vẻ hơi tứ bàng, có được đặt Phật danh tâm A, tâm C, tâm B, tâm Z gì đó, và sau đó trở thành đệ tử. Với những cái đó là những cái làm gọi là phi pháp, những việc làm không bao giờ được chấp nhận. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai á, thì dụ như quý thầy quý ý rồi, quý thầy quý ý rồi, phải không? Quý thầy đã quý ý chưa? Quý chưa? Thì hỏi đàng hoàng cho để tôi trả lời tôi nói tiếp này. Quý rồi phải không nào? Có bổn sư truyền năm giới không? Có bổn sư truyền tỳ kheo giới không? Khi quý thầy có bổn sư truyền giới đặc Phật danh rồi thì quý thầy không được quy lại. Đây là nguyên tắc. Nguyên tắc là không được quy lại. Mà nếu như quý thầy thấy rằng là quý thầy thấy bây giờ quý thầy có bổn sư, và quý thầy muốn thầy có một vị giờ một vị tỳ khưu, một vị trưởng lão mà vị đó có về luật kinh luật luận rất thông rất giỏi và có đức hạnh, quý vị muốn học tập về quý vị đó, nương từ quý vị đó, thì quý vị phải cầu xin ý chỉ sư mà thôi. Và ý chỉ sư thì không được đặt pháp danh, mà chỉ được đặt pháp gì? Pháp hiệu mà thôi. Nhớ chưa nào? Cho nên quý thầy sau này á, đừng phải cái này là cả những nguyên tắc quý thầy về nắm vững đặt pháp hiệu. Và bây giờ chúng ta biết là chúng ta thường nói là lâm tệ chánh tông, lâm tệ tà tông gì đó, nhiều thứ. Và quý thầy có biết cái nguyên tắc thế nào là lâm tệ chánh tông? Biết không? Cái này sự học phải biết. Ai dạy sự Phật giáo Việt Nam? Trong giữa trung cấp học rồi. Nên chuyện chưa sao được. Thầy là người mà bây giờ là chịu trách nhiệm về biên soạn qua trung cấp, làm sao thầy biết gì không học nữa. Đừng qua mặt thầy, nhưng mà học không dựa đạo cỏ rồi. Bây giờ biên soạn cái mới, biên soạn cái hình thức chỉ gọi là cải cách, chứ còn dựa đạo cỏ học lịch sử Phật giáo Việt Nam chứ làm sao gọi được. Cái gì? Quốc lịch sử Phật giáo Việt Nam không học, mà học lịch sử Phật quốc làm cái gì? Trước tiên là mình phải học sự mình phải biết sự mình. Thì dù bây giờ là chúng ta có nhiều cái dòng kệ của lâm tế, trong đây thầy chỉ nói một dòng kệ mà thôi. Thì quý thầy sau này mà nhận đệ tử đừng có đặt linh tinh, nếu như muốn đặt lâm tế, mà chữ lâm tế này cũng không chính xác. Bây giờ theo quan điểm của thầy nhé, thầy cho rằng là nếu dùng chữ lâm tế chánh tông mà dọc đọc theo dòng kệ này là không chính xác. Thầy nói lại là theo quan điểm của thầy nha, không thôi là để kệ lộ. Ví dụ như chúng ta đang có cái dòng kệ là thật tế đại đạo tánh hại thánh từng tâm nguyên quảng nhuận đức bộ từ phong giới định phước phề thể dụng cư dung, đúng không? Vân vân và vân vân còn mấy cũng được. Thì bây giờ cái người nào mà đặt ra cái dòng kệ này, ngài nào đặt ra cái dòng kệ mà thật tế đại đạo tánh hại thánh từng, ngài nào con cháu là lâm tệ chánh tông mà hỏi tổ không biết, đau khổ dễ sợ. Thằng đó tụi Tây nào vô nó hỏi một câu là hú á du là mẹ mặt đấy. Ngài liễu quang
tổ liệu quán chúng ta là đặt đặt phóng ra bề kệ này, ngài xúc cái bề kệ này, và bề kệ đầu tiên đó là thực tế hay là thiệt tế? Thực tế đại đạo. Ở đây thầy nói qua về giới luật một chút nghe, để cách mà nói mà truyền thừa nó không có ra ngoài cái giới luật đâu mà thôi, mà để cái này quý thầy cô biết sau này mà làm thầy, biết cách làm thầy, chứ còn đừng khoái chữ nào đặt chữ đó. Nếu như quý thầy cô muốn dùng chữ gọi là lâm tế chánh tông hoặc là liệu quán chánh tông, bây giờ ở Huế người ta không nói là lâm tế chánh tông mà ta nói là liệu quán chánh tông, bây giờ Huế mới bắt đầu dùng rồi đó. Mà cái này thầy trắng tự mười mấy năm rồi, và thầy nói rất nhiều về cái này. Và bây giờ cái điều mà làm thầy vui nhất là những cái lần mà thầy dự lễ ngoài Huế, mà khi các ngài sướng lên mà trao dòng kệ này, các ngài không dùng lâm tế chánh tông nữa trong nghi lễ. Và điều này một cách thừa nhận là chúng ta phải thay đổi trong cách tư duy. Vì cái người mà xuất cái bàn kệ này là ngài liệu quán, và ngài lấy hiệu là thật duyệt hay là thiệt duyệt, thiệt duyệt hay thật duyệt, và người đệ tử của ngài là đệ tử là ngài đặt lá tế, và đệ tử của ông tế là đại, đệ tử ông tài là đạo. Cho nên quý thầy có nhìn cái chữ Phật danh của mình biết thầy mình là dòng thứ mấy, phải không nào? Thế dòng kề thì ngược lại, còn không sẽ có xuất dòng kề khác, mà cho đến bây giờ dòng kề này vẫn chưa hết, dòng kề này vẫn còn. Chữ tâm nguyên quảng nhuận đức, tại thì mới bây giờ đến chữ nhuận và đến chữ đức, mà chữ bản có chưa thấy, chữ từ chưa thấy, thông chưa thấy, giới định phước huệ tôi chưa thấy. Bởi vì cái dòng kề này chúng tôi là có nghiên cứu. À, chưa chắc chữ bổn đó là bắt chữ bổn này, lưu ý. À, không tôi nói thế thôi, nhưng mà có chữ bổn thì không sao, nhưng mà nếu như mà hết thì sẽ có các tổ người ta sẽ xuất bài kề tiếp tục, không sao cả. Đây ở đây để nói rằng cái người làm thầy, người thầy làm thầy phải biết cái cách làm thầy, cách nhận học trò, và làm thế nào để biết mình có khả năng truyền được giới thể cho người khác hay không. Và muốn như thế thì đầu tiên về cái phân loại giới, chúng ta có cái là giới thể, đó là cái phát sinh khi chúng ta thọ đài giới. Và khi thọ đài giới này, chúng ta khi đi vào phương pháp mà gọi là cả cái phương pháp mà yết ma, trong đó là yết ma 13 gia nạn đó, thì quý thầy có biết lúc đó ta sẽ nói khi nào mà vượt qua 13 gia nạn này mà chúng ta thành thật, lúc đó giới thể nó mới phát sinh, cái giới tướng mà giới tánh nó mới phát sinh. Thứ nhất, và cái giới tánh này chỉ có phát sinh, giới thể này chỉ có phát sinh khi mà có ba nhân tố và thành tựu. Thứ nhất là giới tự chỉ thành, đó là cái sự cần cầu của mình để cho vị giải thoát, chẳng phải cần cầu để trở thành một vị tỳ kheo, không phải cần cầu để mà vì mục đích khác, mà cần cầu vì con đường giải thoát. Thứ hai là giới sư thanh tịnh, đó là cái điều quan trọng, giới sư có thanh tịnh thì giới thể mới phát sinh. Trong cuộn đó không có đâu, đồng cái này là cái mà không có trong cuộn đó. Và giới đáng trang nghiêm, giới đàng trang nghiêm này là quý thầy có biết vì nó sao, và giới đàng trang nghiêm thế nào là trang nghiêm? Thứ nhất là giới thể, giới tử chỉ thành. Thứ hai là giới sư thanh tịnh, giới ba đàng trang nghiêm. Cái giới đàng là phải đúng pháp, gồm là tam sư thất chứng và chư vị dẫn thịnh, cái đó phải làm đúng mức. Bữa nay quý thầy có thấy không, muốn có cái giới thể không phải là dễ. Điều thứ nhất đó là phân loại, thứ nhất là giới thể, thứ hai gọi là giới hành. Các hành vi của ba nghiệp thể hiện hay hoạt hiện ra ngoài phù hợp với dẫn pháp gọi là giới hành. Vậy bây giờ quý thầy có giới thể rồi thì quý thầy có phải có giới hành. Khi nhận được cái giới thể này, cái bản chất của giới rồi, thì chúng ta bắt đầu ứng dụng cái giới này vào trong ba nghiệp thân khẩu ý, làm đúng những cái điều quy định trị ti và tác ti, thì cái này gọi là giới hành. Ở đây về mặt giới, xin lỗi thầy, đứng đây về mặt giới mà nói, còn thầy nói về mặt triết, về cái mặt mà triết học là chuyện khác nha.
đây là về mặt giới pháp. Và theo cái truyền thống của giới luật thì cái giới thừa giới thể này chỉ có thể thành tựu trong khi mình thọ giới, thấy không nào? Còn cái bản năng đó lại là cái chuyện đi vào Phật tánh, đi vào những chuyện khác, đúng không thầy? Nếu thầy thọ giới thì làm sao mà thành tựu được sa di thầy? Nếu thầy thọ sa di làm sao thành tựu được tỳ kheo giới thầy? Giới thể của ngũ giới, tôi đâu có nói gì đâu. Tất nhiên là cái giới thể này có mặt, khi thầy dò cái gì là có cái đó, phải không nào? Đúng không? Còn giới tỳ kheo là mình có bao nhiêu giới? Yeah. Phải không thầy? Cái này thầy nói ở đây có một chút tôi hiểu ý thầy. Đó là trong cái giới thể của tỳ kheo nó có cái giới thể của ngũ giới, đúng không? Thì rõ ràng thì cái đó có. Nhưng mà ở đây mình nói cái giới của tỳ kheo nó có đến 250 giới, cho nên mình phải có cái thủ tục đó, phải không nào? Còn bên kia dò ngũ giới thầy không có cái, thầy không được hỏi là gia nạn, không có cái đó, phải không nào? Và cái giới tướng ở giới thể này là nó người ta chú trọng đặc biệt đến cái vị tỳ kheo, vì để thành từ cái giới thể này thật sự để giải thoát thì cần có phải vượt qua 13 già nàng nữa nó mới thành tựu, thầy hả? Hoan hỷ không? Cảm ơn thầy. Và khi chúng ta có giới thể thì chúng ta bắt đầu, chúng ta có cái giới thể, khi thành tựu thì cái giới thể xong thì bắt đầu chúng ta phải thể hiện cái giới thể đó bằng cái đức hạnh của cái hành động chúng ta. Cái giới thể nó được hiểu hiện qua trong những việc làm chúng ta thân khẩu ý, và những việc làm nó đúng với những cái giới luật trị trì và tác trì thì chúng ta có giới hạnh. Đó là cái điều thứ hai. Và điều thứ ba là giới tướng. Giới tướng là những cái tướng tràng về giới. Thì dù nói khi mà chúng ta uống rượu thì sẽ phạm vào cái giới thứ năm. Cái hình tướng, những cái biểu hiện về cái hành động, về ý việc làm thì nó liên hệ đến cái, nó thể hiện ra cái bản chất của giới đó thì gọi là giới tướng. Vậy về mặt khoa nghi, về mặt các cái phân loại, về cái các loại thì ở đây ta có ba loại, đó là giới thể, giới hành và giới tướng. Cái đó là về trước, cái trên đó là mấy thầy nói giờ cho nào. Giới pháp là những tất cả những cái thứ giới pháp. À xin lỗi, như vậy là bốn điều. Một cái giới pháp là những điều Phật dạy, những cái điều giới luật má Phật dạy. Thì dù như là 5 giới, 10 giới, 250 giới, rồi 311 giới, cả đó là giới pháp nói chung. Còn thứ hai là giới thể, thứ ba là giới hành, và thứ tư là giới tượng. Nhìn một cái người mà rục cục 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 lên nhấp xuống này là biết hoàn phạm cái giới gì? Say rượu. Và như vậy là cái hình tượng bên ngoài nó biểu hiện cho cái giới, gọi là giới tượng. Và ở đây bây giờ ta đi vào giới bạc và tùy theo một chút. Dĩ nhiên cái này chúng ta còn đi rất kỹ, đi vào chi tiết cái này một chút. Nhưng bây giờ ở đây ta sẽ đi qua cái này trước khi ta đi vào chi tiết của cái giới bạc. Thông thường thì các luật sư chia giới bạc tùy theo và tùy theo ni thành ra năm thiên. Thiên là giống như lá cái nhóm á, thiên là giống như cái nhóm á, năm nhóm. Nhưng mà ta nói năm thiên và bảy tù. À, năm thiên này á nó gồm trong năm thiên này là đầy đủ bảy tù, nhưng mà để chia chi tiết ra thành ra họ phân ra thêm hai nữa. Thì ở đây là chia thành năm thiên. Một cái thiên về ba la di. Thiên về ba la di là cái thiên quan trọng nhất. Mà tỳ kheo ni thì có 8, mà tỳ kheo tăng thì có 4. Cái này là thiên ba la di. Và đây là cách mà các giới sư người ta chia. Thiên thứ hai là thiên tăng già bà thi sa. Cái này chúng ta sẽ đi vào từng chữ một, gọi là ba la di là gì bằng tiếng Phạn, và tăng già bà thi sa là bằng tiếng Phạn, chúng ta đi sau. Đấy, chúng tôi sẽ nói cái đại cương trước. Và những cái đại cương này là quý ngài, quý thầy cô là tăng ni sinh là phải học cái thuộc để sau này là chúng ta biết. Tăng già bà thi sa là tương đối nghiêm trọng. Thiên thứ hai là tăng già bà thi sa là tương đối nghiêm trọng. Thiên thứ ba là thiên ba giật đề.
là thiên này nó nhẹ hơn, dĩ nhiên là nhẹ hơn cái thiên Tăng và Bà Thi Sa. Còn là cái thiên Balaji là không thể so sánh được rồi. Thiên Balaji là hẳn là đoạn đầu rồi, hẳn là đoạn đầu. Mình đi vào chữ Balaji là sẽ biết. Thiên thứ ba là thiên Đề Sản đi, là cái thuộc cả cái tuệ. Thiên ba giật đề là nhẹ hơn cả hai cái thiên kia. Nhưng mà thiên thứ tư á, cái thiên chẳng phải thiên, thiên là thiên Đề Sản đi, là tội này về thuộc về chuyện ăn uống. Ăn uống là cái nào thuộc về Đề Sản đi. Thiên thiên chứ, cái nào thiên chứ, còn bây giờ hỏi thiên gì nữa mà thiên. Thiên Đề Sản đi, tội thuộc về ăn uống. Và cái thiên thứ năm là thiên Đột Các La. Thiên này thuộc về các oai nghi. Như vậy nhìn vào trong cái năm thiên này là quý thầy thấy rằng là nói thì nhiều giới vậy, chứ thật sự ra không bao nhiêu giới cả. Vì cái chuyện ăn uống á, quy định thành ra cái chuyện một thiên. Cái chuyện ăn uống này á, mà nếu như có phàm thì cũng chẳng chết ai lắm đâu, nghe không? Và thiên về oai nghi này á, thì có phàm á, thì cũng có thể là sửa sai rất dễ dàng. Và những cái thiên này á, ba cái thiên cuối á, ba cái thiên mà ba bốn năm á, là ba cái thiên này á, là nó thuộc về những cái chuyện sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Còn hai cái thiên đầu á, là thiên Ba La Di và thiên Tăng Già Bà Thi Sa, là hai thiên vô cùng quan trọng. Và nhưng mà cái thiên cực kỳ quan trọng là thiên Ba La Di. Thiên thứ hai là cái thiên mà chúng ta có thể giống như người bị bệnh nặng mà có thể chữa được, thiên là con cứu chữa. Và bảy tù Ba La Di thiên bảy tù thứ nhất gọi là tù Ba La Di, vẫn cứ như thế thôi. Thêm cái tù thứ hai là Tăng Già Bà Thi Sa, cũng là thiên Tăng Già Bà Thi Sa. Nhưng mà có chúng ta là thiếu gọi là thâu lang giả. Thâu lang giả là cái tiền tội liên quan đến hai khoảng trên nhưng nhẹ hơn. Nghĩa là nó có ở đây, nó có những cái trường hợp người ta làm có thể là Ba La Di, có thể là Tăng Già Bà Thi Sa, nhưng mà nó không hoàn toàn là Ba La Di, hẳn không hoàn toàn là Tăng Già Bà Thi Sa, cho nên người ta phải để vào đó chỗ nào không đúng cả. Các tục sư mà vì đặt đó là cái thâu, cái thiên thâu lang giả. Ví dụ như thế này, trong Tăng Già Bà Thi Sa có một cái, có một cái giới, vì thầy có biết là gọi là giới gì, bất định, hai pháp bất định, mà bất định của tăng cho ni không có bất định, ni không có bất định. Và bất định đó nó còn một cái giới là gì, ví dụ như có một vị tỳ kheo ngồi vào một cái chỗ trống với một vị cư sĩ hay một vị nữ nào đó mà người Phật tử ta thấy, mà khi người ta Phật tử ta thấy một vị tăng mà một vị thầy mà ngồi thì hai hộp gì như chỗ kín như thế đó, có thể chướng mắt. Và cứ như vậy làm cho nên người ta bị tạc vào đến với đại tăng. Thì đại tăng lúc đó chưa thể kết tội là Tăng Già Bà Thi Sa, chưa thể kết tội là Ba La Di, hay chưa thể kết tội là cái gì đó, cho nên gọi là bất định. Và muốn kết tội cái này thì các vị phải gửi, phải kêu gọi là nguyên cáo và bị cáo lên, và sau mình họp hỏi ra thì có thử nó bản chất là gì, lúc đó các vị mới gọi là gì, mới đi đến cái kết định. Vì vậy chỗ này trong cái Ba La Di, ở trong cái thiên ba Tăng Già Bà Thi Sa nó có cái giới, hai giới bất định. Sau khi mà gọi là vị ba tăng già thì có hai giới bất định, và hai bất định đây là nó thuộc là thâu lăng giả. Chúng ta có thể hiểu như thế. Và cái tù thứ tư là ba giặc đề, như ở trên thôi. Vì thầy thấy cái đề tù thứ là ba giặc đề. Và cái tù thứ năm đó là Đề Sản đi, cũng nói về thuộc ăn uống. Trong cái Đề Sản đi chúng ta chỉ có bốn giới. Bốn giới và ba là đề, Đề Sản đi. Và liên hệ đến chuyện ăn uống. Và liên hệ đến gì? Liên hệ đến chuyện tăng về ni trong chuyện ăn uống. Ví dụ như ni này bà quỷ ông thầy quá, bà cúng dường, bà cũng riêng cho ông thầy đó. Đó. Ở đây bây giờ cũng nhiều lắm đấy. Có nhiều cô là lo cho quỷ thầy thôi. Lo một thầy nhưng phải lo quỷ thầy. Lo cho một thầy thôi. Thì cái đó là nó có chừng là đi vào cái và là để sẵn đi. Nấu đi học thế này chắc còn nấu thêm bì chảo đó, đem theo chục đưa ra thầy. Thì ăn. Cái đó là và là để sẵn đi. Coi chừng. Hoặc là bây giờ nấu, bây giờ lo cho ông ăn mà sợ mất tiền, Phật tử hẹn ông tới đó mà đưa. Cái đó là Đề Sản đi. Thành ra cái này là cái mà quý thầy là nắm cho vững. Và chỗ này, những chỗ này tôi sẽ phân tích kỹ để quý thầy. Những cái trong giới thì quý thầy về đọc, nhưng mà những khinh giới tôi để tôi xây dựng cái uy với quý thầy. Vì trong giới quý thầy đã thọ trong cái đài giới rồi. Và cái tù kế tiếp là tù thứ sáu là ác tác. Ác tác là những cái
việc làm mà nó thuộc về thân, gọi là ác tác, những cái ác hành là thuộc về thân. Và ác thuyết là thuộc về miệng. Như vậy bảy tù chúng ta thấy có hai tù ở dưới là hai tù người ta phân ra miệng là và thật. Mà thật sự là nó nằm trong cái pháp chúng học, nó nằm trong cái chín pháp ba mươi nhất đề, bốn pháp ba đề đề sanh đi, nó nằm trong cái một trăm pháp chúng học. Thì người ta phân ra là thân hành và khẩu hành. Cho nên cái này ra rất rõ. Bây giờ có một loại nữa mà quý thầy cô cũng cần phải nắm, đó là phân chia qua tên gọi, gọi là khai giả hay già. Khai giả rồi gì nữa, trì phạm. Bây giờ chúng ta sẽ đi từ danh phân chia qua tên gọi. Thứ nhất là khai. Khai là mở ra, nghĩa là tỳ kheo cấm uống rượu, cấm ăn thịt, cấm mọi thứ. Những cái thứ thì giống như cấm ăn thịt nè, cấm uống rượu nè. Nhưng mà khi bệnh thì được uống rượu. Ví dụ như tôi bây giờ đang bị gọi là cái xương mà thuộc loài diện sặc đặc biệt như quý thầy biết á. À, cái diện cái xương của tôi là quý thầy không có nổi đâu. Vì cái xương này là 1 triệu người mới có cái xương này. Là một phần đến phần triệu mới bị cái bệnh của tôi. À. Thì cái xương này á, bây giờ cái bệnh của tôi á, mình nếu như đấy là thí dụ là nếu như mà cần để mà ngấm thuốc mà uống thì tôi được uống. Nhưng mà bây giờ cái bệnh tôi thì bác sĩ nói là không được ngâm rượu, cho nên không được uống. À, nhưng mà trong những cái bệnh, trong những cái bệnh mà các vị tỳ kheo cần phải uống theo yêu cầu thầy thuốc để chữa bệnh, thì vì đó uống thuốc uống rượu mà không phạm giới, cái đó gọi là khai. Hoặc bây giờ quý thầy đang bị bệnh thế này mà thiếu cái chất, những cái chất thì dù như cái chất thịt, chất lá biển gì đó, chất gì đó, canxi, canh xéo gì đó. À, thì dù như tôi bây giờ bác sĩ lên là nói tôi, lên cái đó, đưa cái xương tôi ra, cái là nói thế này, thầy phải về ăn đồ biển có thiệt nhiều. Tôi nói đồ biển là đồ gì? Ông nói đó là gì? Seafood, người gì đó, ốc nè, tôm nè, cua nè, ghẹ. Tôi nói cái này nghe là lông quá. Thế tôi nhưng mà phải đi ăn cái đó. À, tôi không là không. Quý thầy có việc tôi không là không. Trong lúc bác sĩ yêu cầu tôi, cái xương tôi cần cái đó, mà tôi không là không. Dứt khoát không là không. Nhưng mà nếu như tôi ăn thì tôi không có phạm giới. Vì cái này là yêu cầu của bác sĩ, nhưng mà tôi không ăn. Tôi nói với quý thầy là tôi vẫn là một lòng không ăn là không ăn. Danh dự nha, chứ không phải nói chơi đâu. Mà giới sư đang đứng đến đây mà nói về giới, giới sinh là phải nói nghiêm túc. Cái đó là cái. Hả? Bởi vì cái tư cách tôi là nó đã thể hiện được đâu đó. Dĩ nhiên không ai biết, nhưng mà tôi nói với một cái niềm tin như thế quý thầy biết. Quý thầy có quyền nghi ngờ. Không sao cả. Không sao cả. Mà bởi vì để mà thể hiện nên, để tạo nên một cái uy nghi, một cái tư cách của một vị tỳ kheo, một vị mà giáo thọ, quý thầy có biết không phải nói mà được đâu, phải sống. Phải giữ cái lời nói của mình, phải thể hiện các cuộc sống, cái đó mới là vị tu sĩ. Quý thầy cô cứ nghi ngờ thoải mái, tôi cũng không có bắt quý thầy theo coi. Nhưng mà tôi giải thích cho quý thầy cô biết là vì sao gọi là khai mở, và trường hợp của tôi thì được khai, nhưng mà hiện tại tôi chưa khai. Thứ hai là già. Già là gì hay giả là gì? Đó là sau khi mà khai rồi thì ăn đủ bình, hết bình rồi thì phải đóng nó lại, gọi là giả, ngăn nó lại. Chứ không phải sau khi khai xong rồi là khai cả đời. Sau khi uống rượu cho chữa lành bệnh xong rồi mà nghiền, và từ đó là không, tôi khai tiếp, thấy không? Hay là sau khi ăn mặn xong nó thoải khoái thoải mái quá, thôi bữa nay tôi tiếp tục khai, không được. Người thầy cố thế nào? Cái chuyện mà thầy, cái chuyện mà bây giờ nói là các vị mà tin nghi ngờ những vị tỳ kheo ăn mặn, chuyện là tôi không có ý kiến, và tôi cũng không nói là có hay không có, quý thầy tự biết thôi, hả không? Chuyện này tôi nói. Nhưng mà đúng theo giới luật thì sau khi mình hết bệnh rồi á, thì không được dùng rượu nữa, thì mình phải ngăn lại, gọi là giả hay là già. Vì vậy ở đây học cái này để biết lúc nào thì các vị tỳ kheo mà ta đau á thì ta uống thì mình đừng có lên án. Nhưng mà khi ta hết đau mà thầy họ uống thì mình phải nhắc nhở cho họ biết. Hả?
Thế cái đó thì cái đó thì là cái chuyện là ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ thì dù như là tôi cái bệnh của tôi đúng không nào, sau khi mà đi khám bác sĩ cho tôi cái toa cái chụp cái xương như thế, ra cái xương là bây giờ cần những cái thứ đó. Sau khi tôi làm bệnh xong tôi đi chụp cái xương về nó hết, nó không cần nữa, thì lúc đó là mình biết hết. Và cái đấy là cái thành thực của một cái người tỳ kheo. Vì cái bản chất vị tỳ kheo á, là quý thầy có biết thế này, là không được nói dối. Và khi mà nói bệnh thì nó phải là có bệnh, và khi không có bệnh thì nó phải không có bệnh. Mà nếu như mình mà gọi là nói dối thì chính mình phá cái tầm giới của mình rồi. Tức là quý thầy có phải giữ cái bản chất của mình, phải thể hiện cái mình. Đừng hỏi về tôi làm sao. Don't ask me why. Ask you yourself why. Ok. Đừng hỏi thầy là tại sao, mà hỏi các vị là tại sao. Ok. Thật pháp là thế. Và chỗ này thầy chỉ làm những điều mà thầy cần phải làm, thầy nói những điều cần phải nói, còn thực hành hay không là việc của các anh nè. Ở đây thầy về đôi khi là ở đây có những vị nam tông thì họ có cái phép được ăn mặn, phải không nè. Chuyện này mình không nào họ phòng giới được. À, những vị bắc tông mà bây giờ từ xưa giờ, bây giờ quý vị biết bắc tông ở ngoài ngoài bắc á, thì có các vị họ ăn chay nhưng mà cũng các vị họ ăn mặn. Thế nên cái chuyện đó nó tùy thôi, tùy sự sợ. Nhưng mà cái bắc tông của chúng ta ở tại miền Nam này á, thì đa số là ăn chay, chùa nào ăn chay hết, nhớ như thế. Còn mà chùa nào ăn mặn thì chuyện đó là chuyện ngoài lề, tôi không có ý kiến nha. Mà thầy nào ăn mặn thì tôi cũng không có ý kiến. Và tôi cũng là có nghiên cứu và có biết, nhưng mà đều không có ý kiến. Bởi vì cái đó chính quý thầy tự làm khổ quý thầy thôi. Và khi quý thầy biết là khi mình ăn uống đồ đó vào xong rồi, bình thường thì cái dục vọng mình thèm cả, nhưng mà ăn xong thấy xấu hổ vô cùng. Xấu hổ vô cùng. Có những cái nơi cái phòng các thầy mà đi ngang nghe toàn cái mùi, mà tôi biết là mùi chi liền. Nhưng mà đi ngang lỡ đi ngang thì cũng phải yên lặng rồi thôi, nghe không nào. Là tôi nói nhưng mà tôi không có ý kiến gì hết, nên là quý thầy cô tự phải xây dựng cái tư cách của mình. Đừng hỏi tôi là làm sao hoặc là không làm sao. Tôi cũng có bổn phận trả lời những câu nói đó. Thứ hai là phạm. Thứ nhất là khai, thứ hai là giả, thứ ba là phạm, là vi phạm về giới luật. Trì là tuân thủ, là giữ giới. Và trì ở đây chúng ta cũng có hai cái, gọi là tác trì và chỉ trì. Và thứ tư là phạm, đó là điều mà là dễ rồi. Và có một cái loại khác, là trong này người ta cũng chia thêm bốn loại nữa, gọi là danh, chủng, tánh và tướng. Danh là tên gọi của giới, thì trên này, trên ở phía trên ta gọi là giới pháp, gọi là danh. Chủng nó loài gì? Chủng loài của giới, thì dù như cái chủng loài này là giới ba la đề, chủng loài này là giới ba la đề đề sản, thì chủng loài này là tăng già bà thi sa. Còn tánh nó thuộc tánh giới hay già giới, tướng là thuộc loài tướng giới. Như vậy ở đây những cái cách mà chia như thế này, ở trên là khai giả gọi là giả giới và tánh giới thì người ta đã có, và trên kia có là chúng ta là những cái giới pháp của Đức Phật đã chia, thì giữa này người ta chỉ nhắc lại. Nhưng mà đây là những cái cách mà các giới sứ khác nhau người ta chia sẻ, và mình phải biết để chúng ta không có lầm ông. Khai, giả, trì, phạm, danh, chủng, tánh, tướng, rồi trì, tác, trì, tánh giới, giả giới. Sáng nay chúng ta đã nắm những cái từ thuật ngữ rất là kỹ và rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái giới gọi là giới đại thừa. Cái này là giới Bồ Tát. Dĩ nhiên cái này bên các vị nam tông người ta không có sử dụng cái loại giới này. Nam tông họ không có cái giới Bồ Tát, nó cũng không có cái giới đại thừa. Thì sau này á, thật sự đó thưa quý thầy cô, chúng tôi cũng là nhiều lần thắc mắc và nghi ngờ vì sao có cái giới Bồ Tát. Chúng tôi cũng nhiều lần, nếu thọ tỳ kheo mà không thọ Bồ Tát thì ra sao? Tôi thắc mắc hoài mà tôi cũng chưa có câu trả lời. Bởi vì theo cái thông thường ấy, thọ cái giới Bồ Tát để làm gì? Để mà dễ dàng đi làm Phật sự. Nhưng mà có thật sự rằng là khi mình thọ giới Bồ Tát thì mình không giữ những cái giới kia sao? Vậy cho nên cách này là cách mà chúng tôi cũng thắc mắc, nhưng mà chưa có câu trả lời cho chính mình.
À, thắc mắc thì để là thắc mắc, bởi vì cái kinh luật của Đức Phật một mình được suốt đời học cũng hết đâu, không hiểu nổi đâu. Đấy, quý thầy có những cái mà hỏi tôi mà tôi bị thì quý thầy cô cũng thông cảm cho nha. Chẳng phải cái giáo lý cũng được mà về giới luật cũng vậy. Và tôi cũng là cùng con gọi là tăng trẻ đó, được gọi là tăng trẻ đây, dù là U60 nhưng mà tăng trẻ. U60 chứ giỡn đâu nha. Cái giới Bồ Tát hay còn giới Đại Thừa, chúng ta còn cái loại thứ nhất là giúp luật nghi giới. Và cái này còn gọi là biệt giải thoát luật nghi. Giúp luật nghi giới còn gọi là biệt giải thoát luật nghi. Và tôi cũng nói với quý thầy là những cái này là những cái mà quý thầy phải học thuộc đó nha. Vì môn này là môn không phải là ngồi viết để tặng ngầu, mà môn này là môn căn bản để xây dựng cho mình cái nền tảng về đạo đức, về giới luật. Cho nên tôi hy vọng quý thầy sẽ không ngồi mà bắn phọc, bắn chỉ phọc thiên cho tôi nghe, bắn phọc bóng nghe. Khi tôi hỏi tôi đừng bắn phọc bóng nghe, là bắn chỉ thiên, là bắn bày, bắn bà, là tôi mà như thế là tôi quẹt hết đấy. Còn những cái môn tư tưởng là quý thầy có thoải mái. Những môn này là cái môn mà xây dựng giống như là xây cái nhà, thì cần cái gì? Cần cái móng, đây là cái móng, đây là móng nhà. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, còn gọi là biệt giải thoát luật nghi, bao gồm các giới căn bản. Các giới căn bản, xin lỗi, các giới căn bản thì giới căn. Của tài gia cũng như xuất gia. Và cái này chúng ta gọi là chứ ác mạc tạc. Cái này thuộc về chỉ trì hay tạc trì? Chỉ trì. Vậy thì những chỗ này mà quý thầy mà viết vào đấy, quý thầy còn thêm chỗ này, tất cả các này lọt thuộc loại vào, được các giới sư gọi là thuộc loại chỉ trì. Như vậy là rất là giỏi. À, thầy biết ra vào đó. Từ từ là ta sẽ hiểu từng từ một, học về tôi là cái gì ra cái đó, đừng lo. Thứ hai là nhiếp thiền pháp giới, lấy việc thực hành các điều thiền làm giới. Đây. Cho nên quý thầy có thầy, quý thầy có thầy chỉ trì tạc trì nằm trong hai cái này rồi. Thấy không nào? Bữa nay là dù là đại thừa thì nằm trong cùng hai cái chỉ trì và tạc trì. Niết thiền pháp giới là lấy việc thực hành các điều thiền làm giới. Và cái này nằm trong cái câu thứ hai là chúng thiền phùng hành. Lịch sử xong chưa thưa quý thầy? Thứ nhất là nhiếp thiền pháp giới, nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiền pháp giới. Và hai cái này nó tương đương với chỉ trì và tác trì. Và cái thứ ba là chúng ta biết là nhiếp ích hữu tình giới, nghĩa là lấy liệt làm lợi ích cho chúng sanh làm giới, còn gọi là nhiếp chúng sanh giới. Vậy quý thầy có thấy thế này, dựa cái nhiếp thiền pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới giống nhau hay khác nhau? Cái này quý thầy ta nắm cho vọng khải thiền, nhiếp thiền pháp giới và nhiếp ích hữu tình giới, hai cái đó các bạn chắc là giống nhau hay khác nhau? Nếu mà giống nhau hoàn toàn thì chắc chẳng các luật sư không đời nào phân thành hai. Bây giờ là Phật mà từng tọa thưa đại chúng thì hai cái nó khác nhau. Nhiếp thiện pháp giới tức là chúng ta thực hành các điều thiện là làm cái điều giới, còn mà nhiếp ích hữu tình giới tức là chúng ta đã làm cái điều đó rồi nhưng mà đem cái phục vụ cái lợi ích cho chúng sanh nữa, để cho họ biết cái con đường giải thoát theo Phật, như đạo Phật. Cái này là quý thầy có thể chỗ này nè, ở chỗ này chúng ta biết đây là giới Bồ Tát. Quý thầy để ý cái chữ giới Bồ Tát. À. Và vì sao mà sau này các vị người ta bảo các vị A-la-hán là ích kỷ? Hạng gọi là ha. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà tế nhị. Nhưng mà chúng ta nói để chúng ta hiểu, thật sự là các vị tỳ kheo mà họ giữ giới mà thanh tịnh rồi á, thì đó đã làm lời cho họ và làm lời rất nhiều người rồi. Thấy không nào? Nhưng mà cái mặt tích cực mà chưa thể hiện rõ ràng và chưa dẫn thân sâu, cho nên người ta vẫn thấy có cái gì đó mang tính cá nhân như thầy vừa nói. Chứ thật sự khi chúng ta đã giữ nhiếp thiền pháp giới là ta làm việc thiền rồi,
là tự nhiên là lợi ích cho người khác rồi. Nhưng mà cách chúng ta thể hiện cái đó ra một cách rộng rãi hơn thì đi vào cái hẳn Bồ Tát. Và chỗ này người thường thường ta đánh giá là Bồ Tát là lo cho chuyện lợi ích chúng sanh, còn cái kiện mà nhiếp thiện pháp giới là cái giới của A-la-hán. Chỗ này quý thầy có biết là tế nhị một chút, tế nhị một chút, hảo nào, chẳng phải là không. Nhưng mà nhớ, một người mà nhiếp thiện pháp giới là người đó đã thật sự là nơi trụ ẩn cho cuộc đời này rồi, chứ đừng tưởng lôi thôi nhá, đừng có tưởng là thấp đâu. Nhưng mà nhiếp thiện pháp giới là sau khi mình tu tập xong thì mình phải nghĩ đến cái chuyện tu tập thanh tịnh lợi ích cho mình rồi, mình suy nghĩ chuyện làm thế nào để tác động đến giúp ích cho xã hội, thì cái đó gọi là nhiếp ích hữu tình giới, được không nào? Có gì thắc mắc nữa không? Và dựa trên mối liên hệ của ba pháp, ba cái giới định tuệ, các luận sư lại chia thành những loại sau đây. Dựa trên mối liên hệ của ba pháp giới định tuệ thì các luận sư của chúng ta phân chia giới thành những loại sau đây. Thứ nhất gọi là biệt giải thoát luật nghi. Biệt giải thoát luật nghi là bao gồm các giới năm tấm nhiếp luật nghi giới. Đây là các luận sư nghe, đây là các luật sư, còn đây là các luận sư. Mà luận sư là đi vào không chỉ có giới mà phải đi gì? Định và tuệ. Còn các giới sư thì chỉ nói đến giới mà thôi. Tại nó khi nào ta nói luận sư là phải để ý chứ, mà ta dùng luận sư là khác với luật sư. Còn một điều mà tôi cùng bên tàu họ dùng chữ pháp sư. Chữ pháp sư, pháp sư là dành cho gì? Không phải, chữ pháp sư mà người tàu họ dùng á là để giảng dạy. Nhưng vì thầy giảng dạy pháp thì dùng chữ pháp sư. Nhưng ở Việt Nam chúng ta mà pháp sư thì người ta biết là dùng từ gì không? Những ông thầy bắt ma, bắt quỷ. Cho nên chữ pháp sư ở Việt Nam chúng ta và chữ tàu là dùng khác. Và ở chỗ này có cái gì đó mà chúng tôi thấy vẫn thấy là hình như Việt Nam chúng ta có phong phú hơn một chút. Vì chúng ta có giảng sư và pháp sư. Mà khi mà thường thường mà ngày chữ pháp sư thì thường thường ta nghe mấy ông thầy đi cúng, đi bắt ma, đi trần tế, đi bạc đồ, tức gọi là pháp sư bạc đồ, chẳng ai kêu là giảng sư bạc đồ, phải không? Thì chỗ này là chỗ mà tao họ dùng. Nhưng mà lưu ý chữ pháp sư của tao họ dùng là cho dành cho những giảng sư đi thuyết pháp, gọi là pháp sư. Và đây ta nói là luận sư là những vị là về trí tuệ. Và trí tuệ thì họ chia giới luật thành ba. Thứ nhất là nhóm thứ nhất là biệt giải thoát luật nghi, bao gồm cả cái nhóm tâm nhiễm luật pháp luật nghi, cái này quý thầy biết rồi. Cái thứ hai gọi là định công giới. Định công giới lấy thiên định làm giới, thấy không nào? Lấy thiên định làm giới nghĩa là do tu tập thiền định mà thân hành giả đoạn trừ được lậu hoặc. Cái này khi nghe đến luận sư là biết định liên hệ đến cái này rồi, còn luật sư là khác. Định công giới lấy thiền định làm giới nghĩa là do tu tập thiền định mà thân tâm hành xả đoạn trừ được hoặc lậu hoặc, thân tâm thanh tịnh, giới thể cụ túc. Và giải thoát này là do định sinh. Để thoát này do định sinh. Quý thầy có biết cái này là lấy các vị lấy từ trong cái cảnh giới thiền đã nói. Thứ nhất, cái giới thứ nhất, cái cảnh giới thứ nhất á là của sơ thiền là gì? Lý ác, lý các bất thiền pháp. Thảo không nào? Thì cái này là thuộc nhiếp luật nghi giới. Cái thiền định, cái cấp độ thứ nhất là do với nhiếp luật nghi giới mà. Lý là gì? Lý là dự, lý là đoạn trừ trị tri vá tác trị. Thì chỗ này là cái sự thanh tịnh do dự giới. Nhưng mà cái cảnh thiền thứ hai là gì? Lý sanh hệ lạc. Định sanh hệ lạc hay sanh? Thứ nhất là lý sanh hệ lạc, thứ hai là định sinh hệ lạc, đúng không nào? Đúng không? Thì cái này là cái mà quý vị lấy cái cảnh giới thiền thứ hai do thiền tu tập thiền định mà sanh ra hệ lạc,
thanh ra thanh tịnh giới, thanh ra giải thoát. Cái chỗ này là cái chỗ các vị họ phối hợp ba cái thể của giới, của định, của tuệ, và họ tạo ra cái thứ nhất là nhiếp luân nghi giới, thứ hai là định cộng giới. Ở đây quý thầy rõ ràng không? Giải thoát, ba giải thoát này là do định sinh, chẳng phải do ly sanh hỷ lạc, mà do định sinh hỷ lạc. Cái này là cái định sinh hỷ lạc này, ly sinh hỷ lạc này là cái định nghĩa của kinh A Hàm. Còn định nghĩa của bên Nikaya thì cũng như vậy, mà không dùng chỗ định sinh hỷ lạc hay là ly sanh hỷ lạc. Cái loại thứ ba mà các vị luận sư muốn nói ở đây đó là gì? Đạo cộng giới, lấy trí tuệ làm nền tảng cho giới, lấy trí tuệ làm tảng cho giới, nghĩa là do tu tập cái vô lậu nghiệp, được cái trí tuệ vô lậu, giới thể viên mãn, có được giải thoát do tuệ sắc. Thí dụ như các vị quý vị biết thế này, có nhiều vị họ là ngồi tu thiền quán Vipassana, và khi quán được cái vô ngã của các pháp, thấy được cái bản chất vô thường các pháp, họ chứng A La Hán. Và cái đó là cái giải thoát do tuệ sanh, chẳng phải do định sanh, không phải cho giới sanh. Nhưng mà lưu ý, để có đi vào cái Vipassana thì người ta phải đầu tiên là phải vào chỗ nào? Chưa. Chúng ta nói cái mối liên hệ của cái Vipassana thì nó phải có một cái mối liên hệ với cái loại thiền đầu tiên, đó là Samatha. Vì thầy học thiền, năm này học thiền đại cương phải không? Samatha là tiếng chỉ, đúng không? Khi mà quý thầy muốn đi dùng thiền quán là quý thầy phải có một cái trình độ về định tâm, lặng tâm lại một chỗ, dừng tâm lại một chỗ, dừng tâm và lặng tâm, đây gọi là chỉ, chỉ là dừng lại, dừng tất cả cái tạp niệm lại để tâm thanh tịnh. Và khi muốn có cái tâm thanh tịnh rồi, muốn đi vào thiền quán mới được, lúc đó mới gọi là Vipassana. Cho nên nói cái tu trí tuệ đấy, nghĩa là trước đó cái nền tảng của nó đã là định, phải không nào? Nhưng muốn có định thì anh phải những tuân thủ những cái điều, thì dù như anh phải là lý sanh hỷ lạc lược mới đền định sanh hỷ lạc. Như vậy ở đây cái nền tảng của giới định tuệ, dù đó là nhiếp luật nghi giới, dù đó là định cộng giới, hay dù đó là đạo cộng giới, thì tất cả đều nó có cái mối tương tác với nhau. Khi có giới thì khi đó có định tuệ, khi có tuệ thì có định giới, khi có định thì có tuệ giới. Cho nên chỗ này là cái chỗ Đức Phật dạy rất rõ. Nhưng mà đây là, thưa quý thầy cô, là đây là cái cách mà các luận sư, người ta, các luật sư, người ta phân rõ ràng cái cuộc sống trong đời thống tỳ kheo để dễ dàng mà hành xử. Trong giới luật sư người ta viết rất rõ ràng cái gì là ra cái đó. Thì dù anh đi vô cầu, anh gọi là bây giờ anh vô cầu, anh là đi cầu như cái vị mà quý vị học với tôi, nước xong anh không đổ cái đó là anh phạm giới. Tôi nói rõ ràng như vậy, chứ không có lý lẽ gì. Tâm tôi không, tâm tôi có gì không, tâm gì cả, nhìn cái vật mà thấy, nhìn cái việc mà thấy, phải không nào? Thì cái đó là các luận sư rất rõ ràng. Nhưng mà đi vào các luật sư, luận sư thì nó khác. Luật sư rất rõ ràng, đó là cái nội dung của các loại giới luật. Và trên nền tảng này chúng ta biết đi đến cái kết luận, đó là ba, dù là quý vị biết chúng ta nói là giới, là định, là tuệ, thì khi đi vào cái loại cuối cùng thì trong giới có định, trong định có định, có tuệ, và trong tuệ có giới định. Đó là cái định nghĩa chung, định nghĩa tổng quát về các loại giới, phân tích, phân loại bản chất về nội dung, chức năng, nhiệm vụ. Về cái phần này xin quý thầy học thuộc giùm tôi nha. Và chắc chẳng thể nào quý thầy cũng gặp cái này nha. Cái này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào, còn 15 phút nữa chúng ta đi vào một phần nữa. Ở đây chúng tôi có nói thêm một chút nữa. Chúng ta còn 10 phút, 15 phút nữa. Chúng ta có thêm một chút nữa. Ở đây trong cái phần cuốn sách của tôi có thêm một phần, quý thầy cô coi lại.
từ những phân tích của truyền thống Bắc truyền, tất nhiên là truyền thống của luật sư, thì người ta đi đến cái đoạn ta kết luận thế này: nhiếp thiền pháp giới và nhiếu ích hữu tình giới nó thuộc lại giới đại thừa. Tất nhiên là cái giới là nhiếp thiền pháp giới, lấy việc thiền làm giới và việc làm lợi ích cho cuộc đời làm giới, thì cái đó nó thuộc về giới đại thừa mà không có trong cái giới của Nguyên Thủy, không có giới của Tỳ Kheo. Cái giới này là giới đại thừa, hay chúng ta còn gọi là giới Bồ Tát, đúng không nào? Ở chỗ này á, các vị Tỳ Kheo mà khi thọ Tỳ Kheo xong mà chưa thọ Bồ Tát giới thì khó lòng mà triển khai cái này. Và nhớ rằng cái này là cái truyền thống về sau, chứ thời Đức Phật là không có cái truyền thống này, lưu ý như thế. Ở cái thời Đức Phật là chỉ có Thiền Lai Tỳ Kheo là xong. Đầu tiên là gì? Đức Phật dạy Thiền Lai Tỳ Kheo cẩm y sầm bạc về lá cào tóc là xong. Sau này mới là nói đến ba câu nữa là: con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng. Nói ba lần đầy đủ y bác cào trọc đầu lá đắc giới Tỳ Kheo. Nhưng về sau càng lúc càng phức tạp, càng lúc càng nhiều thứ, cho nên cái tiến trình mà thuyền giới thọ giới á là quý thầy có việc bắt đầu. Bây giờ tôi hỏi quý thầy một cái để nói tiếp. Như vậy ở đây là cái nhiếp thiền pháp giới và nhiếp thiền tình giới là thuộc giới đại thừa. Trong lúc đó biệt giải thoát lục nghi và định cộng giới thì các ngài gọi là hữu lậu giới. Hữu lậu giới. Còn cái giới gọi là đạo cộng giới thì cái gọi là vô lậu giới. Đây là cái kết luận của các vị luận sư, luật sư của đại thừa. Và các vị Nam Tông xin thưa cho là các này là cái quan điểm phát triển để đáp cái nhu cầu, cho cái này không hề sai về Phật pháp, vì trong cái tu tập ba cái này có giống nhau. Bây giờ trước khi mà chúng ta nghỉ thì tôi hỏi quý thầy cô nào trả lời câu hỏi cho tôi. Quý thầy cô biết theo cái truyền thuyết của Thiền Trung Hoa thì ngài Ca Diếp truyền ý bạc cho ngài nào? Hả? Và cái vị cho đến thứ tổ thứ 28 là vị nào? Đồ Đề Đạt Ma truyền ý bạc cho ai? Rồi cho đến vị thứ 5 truyền là ngài Ngũ Tổ Hiền Hòa Hoằng Nhẫn thì truyền cho ai? Truyền cho Huệ Năng. Ngài Huệ Năng truyền cho ai? Vì sao không truyền nữa? Thất truyền vậy không? Vậy bữa nay anh này, tất cả những anh này là thất truyền y bạc. Lý do tại sao, suy nghĩ nghe thử. Vì sao đến cái đời lục tổ ngài không truyền y bạc nữa? Ý đạo là một là nói tào lao. Về suy nghĩ, vì sao đến đời của Huệ Năng ngài quyết định không truyền y bạc nữa? Đây là một cái vấn đề mang tính gọi là rất triết học và rất là đúng pháp. Và cái truyền thừa y bạc này là cái truyền thống là cùng theo gọi từ Ấn Độ và nó truyền cho đến Trung Hoa. Và thưa quý thầy cô, tôi không biết cái truyền thống truyền y bạc này Ấn Độ có thật hay chỉ là gọi là cái tương truyền. Nhưng mà tại Trung Hoa thì thật sự có truyền y bạc. Nhưng mà lý do tại sao để đến đời của Huệ Năng lại y bạc không truyền nữa? Suy nghĩ, đây là một cái vấn đề rất thú vị. Đây là một vấn đề hả? Hả? Dạy cái gì? Thì thầy nói đi chứ, tôi chưa học và nhiều người chưa học. Và đây là cách để quý thầy cô, người nào chưa đọc cái cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh thì sẽ biết. Như vậy thôi, quý thầy cô là tuần tới tôi sẽ hỏi cái này về học đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, cái đoạn mà Huệ Năng nói nha. Được chưa nào? Rồi, cảm ơn quý thầy cô. Xin yên lặng để chúng ta hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức
Xin cảm ơn quý vị.